trong cái vòng đó để làm gì? Hay là hàng tháng lần như là năm á, một năm là công ty mình nó có mời lên như là hộp an toàn thực phẩm nè, rồi là như là an toàn thực phẩm là làm mấy cái tổ chức là có cái sắp xếp cái này nọ kia rồi gì đó. Ai kêu kia quá đơn người kia cho em. Số xe là bốn người. Em đâu có cần niêm chỉ này. Đây niêm chỉ này quét không có cái gì hết đâu. Không cần, nhưng mà quan trọng là khi chở lên để là có kiểm, có kiểm dịch. Và cái lò giết mổ đó phải là buông trì ra để kiểm của quy. Như vậy nó rồi, còn đó là không đặt ra mà dòng. Tại vì dòng mà không có mục đích ý nghĩa thì cuối cùng là cái mua dòng đó là nó lại mất tiền. Tất cả về là mẫu lại với kiểm dịch. Có ngày hôm nay cũng là thì ai cho phép anh lấy cái vỉa hè để là làm cái chỗ bày bán, và trong bày bán nó cũng vi phạm về an toàn thực phẩm nữa. Và an toàn thực phẩm là phải để trong những cái quầy sạp là kiên cố, mà cái đó là đất của nhà nước, đất công cộng. Ai cho anh che dừng mà gọi là kiên cố, cho nên là mưa nắng như vậy là không có phù hợp để trong vấn đề an toàn thực phẩm. Có nghĩa là những năm trước chuyển sang như là kiểm soát lâm sàng rồi đây đang thực hiện. Hiện nay cái số 1 này đã đưa vô.